Đức Dương sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú những con tôm hùm ở đây ha. Giá một tô chưa gì nữa nó giật giật rồi nè. Đó, cô chú thấy đã chưa? Quay cận cảnh luôn cho cô chú xem nè, dòng tôm hùm ha, giá 1.1 triệu một ký đó, to chưa? Nó lên một lần hai con luôn, nó bám á, đó nó bám nè. Rồi lên rồi đây, tôm hùm con này khoảng 8 đến 9 lạng ha cô chú, 8 đến 9 lạng đó cô chú. Nó nặng và chắc ha, những con tôm hùm bông này thì nó khỏe và mình ăn rất là ngon ha. Với chợ Hàng Dương thì cô chú yên tâm, giá ở đây rất là ổn định vì ngay gần biển nên là giá rất là ok ha. Đó, xin chào cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Đức Dương đã có mặt ở chợ Hàng Dương ở Cần Giờ ha. Hôm nay Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú, các anh chị và các bạn một trong những chợ hải sản rất là ngon và bán rất là nhiều hải sản tươi sống, để chúng ta tới đây để lựa chọn những hải sản tươi sống và có thể mua và chế biến ngay tại chợ này ha, để thưởng thức ngay tại chỗ luôn. Và Đức Dương xin mời cô chú, các anh chị và các bạn cùng Đức Dương đi tham quan và mua sắm chợ hải sản Hàng Dương nằm ở Cần Giờ này nha. Đức Dương sẽ dẫn cô chú đi tham quan và báo giá một số hải sản tươi sống của chợ Hàng Dương nằm ở Cần Giờ. Chế biến, khu vực chế biến làm sẵn rồi nè, chúng ta đặt mua món nào thì người ta sẽ chế biến cho cô chú ăn ha. Có đầu tiên là món chém chép hả chị? Này là vẹt xanh. Chém chép nè, đó. Này là con sò chém chép biển này. Này sò dẹo nè. Những cái phần ở đây thì giá khoảng bao nhiêu chị? Ở đây là một phần 50 anh, còn bên kia là 3 hộp 100. Trời ơi. Ở đây thì giá khác nữa. Rồi, để em quay cái khu vực 3 hộp 100, 3 phần nè. Mình chỉ cái 1, 2, 3 là 100 hả? Hay quá. Đó cô chú, đây 1 phần, 2 phần, 3 phần là 100 ngàn ha. Đó cô chú thể thưởng thức rất là ngon ha. Đây, có tôm tích nữa nè. Tôm tích nguyên hộp này có 80 là nhiều con lắm nha. Chắc cũng khoảng khở hơn 20 con á chị ha. Cân ký đây, khu vực 3 hộp 100. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến có con ốc, cái này cũng có nhiều. Ngà voi. Trời ơi. Ngà voi. Ghẹ. Những cái con trên đây thì giá sao chị? Dạ giá 150, 200 ngàn anh. Giá từ 100 đến 200 ngàn. Cô chú có thể đến đây mình lựa chọn ha. Wow, chất lượng chưa? Quá ngon luôn. Ghẹ nè, ghẹ hấp rồi. Đây, những con này là tôm tích nè. Đây, chị đang xào món gọi là len xào dừa. Ốc len xào dừa. Trời ơi, ngon quá. Một phần vậy là bao nhiêu chị? Dạ, phần 70, 150 cũng có. Mọi người ăn. Ok. Trời ơi. Tôm, đặc biệt là mùa này là tôm rất là ngon. Tôm sú thì 150, tôm thẻ thì 130. Cái này tôm thẻ hả chị? Dạ đúng rồi. À, dòng tôm thẻ này 130 nè. Một hộp có 2, 4, 6, 7 con nha cô chú, 130 ngàn. Tôm biển ngon hơn ha. Ốc giấy nè, ốc giấy thì nướng mỡ hành. Đó, cô chú có thể lựa chọn ha, ốc giấy nướng mỡ hành. Ốc khế. Đây, đây ốc khế đây. Ốc khế đây cô chú ha, ốc khế. Sò huyết nè. Rồi ốc hương nè. Ốc hương xay khủng nè. Trời ơi. Quá đã luôn. Cái này xào với lại rau muống. Dạ, mình xào cho tí, muống ha. Xào trái tỏi, rau me, rau muống vậy đó. Đây, tổng thể cô chú thêm mà đây có một cái cây khu vực nghêu. Hấp xả thái. Đó. Quá đã luôn. Wow, một thế giới luôn. Quá trời món, cô chú đến đây có thể lựa chọn ha. Đức Dương cập nhật giá của tháng 8 năm 2024 ha. Hôm nay là 1 tháng 8 2024, để cô chú đến đây để chúng ta cập nhật lại giá, để chúng ta đến đây thưởng thức những loại hải sản ha được chế biến nè. Khi nào chúng ta cần chọn món gì thì cô sẽ chế biến cho cô chú. Đó, con hộp này hộp ghẹ nè. Wow, đã luôn. Bạch tuộc nè. Ngon quá chị ha. Đây là sò mai.
Sao mai này tới 4, 6 con luôn hả chị? À, có nướng trứng cút nữa nè. Rồi, con này cái hộp này nhiêu? Để ghẹ thì 150. À, ghẹ hộp ghẹ này 150. Trời ơi. Rồi, chúng ta sẽ đến vừa hải sản gì chị? À, vẹn hà hả? Rồi, quá đã luôn. Rồi, hôm nay chị cho báo giá hàng tôm hùm cho em đi. Giá nhiêu chị? 1,2 triệu. Rồi, em quay cho cận cảnh cho cô chú. Con này chắc khoảng tầm 1 ký không chị? 1 ký đổ lại. Wow, để quay cận cảnh cho cô chú xem nè. 1,2 triệu đổ lên. 1,2 triệu. Hôm nay là chị bán tôm hùm quá đã ha. Tôm hùm biển nè. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ báo giá từ từ, chị báo giá cho em hết từ đầu đến cuối nha. Rồi, con bò biển nè. Wow, bò biển giá sao chị? 650 một ký bò biển. Oh, hôm nay là rất là to nha. Đây, Đức Dương sẽ cầm cho cô chú xem cái to lắm nha, bò biển. 650 một ký. Wow, rất là to. Còn sống, tươi sống ha. Rất là ngon, cô chú có thể đến đây ủng hộ chị ha. À, Vẹn Hà, một trong những cửa tiệm chuyên bán hải sản gọi là hàng tươi sống và đặc biệt rất là ngon. Đây, tiếp theo là con chị giới thiệu tiếp là đây là bào ngư chị. Hôm nay bào ngư giá sao chị? Bào ngư lớn nhất là 30.000 con. À, tính con hả? Dạ, tính con. Rồi, bào ngư lớn nhất là 30.000 một con nha cô chú. Rồi, tới đây tôm biển hay giá nhiêu chị? Lớn nhất là 500 550. Lớn nhất là 500 với 550 phải không? Rồi, để em quay tình cảnh ra cho chị coi. Rồi, cô chú có thể đến đây là lựa chọn tất cả các loại gọi là tôm rất là nhiều nha, ngon quá. Có móng chân ngon đó nè. À, con gì chị? Cái này là móng chân biển đặc sản luôn anh. Móng chân biển hả? Đúng rồi, móng chân biển rất là ngon luôn á, ngon. Hay quá ha. Rồi, giá nhiêu, nó tính con hả? Giá thì nó lên xuống bấp bênh, hiện tại bây giờ 260, nhưng có khi 28-300 luôn chừng. 26, 28-300 tùy theo thời giá nha cô chú. Đó, móng gọi là móng chân. Móng chân rất là độc nha. Đây, tôm mực, mực lá này giá nhiêu chị? 320. Quá ha, trời ơi, cái to hơn cái bàn tay của Đức Dương nè. Đó, 1 ký mấy một con ha. Rồi, đây, con 1 ký sò điệp lớn. Sò điệp này của Hokkaido á, nó dòng của Nhật á, nó bự lắm. Trời quá trời luôn, 120 một ký. Một con, một ký nó khoảng bao nhiêu con? 6 con. 6 con. Mà nhỏ nhỏ thì 8 con, 10 con có thể. À, nhiều quá. Đó đã ha. Trời ơi, nướng mỡ hành hay là nướng cái gì cũng ngon hết. Nướng mỡ hành, nướng phô mai. Rồi, ghẹ khủng luôn. Trời ơi. Đây, hôm nay giới thiệu cho cô chú một trong những loại ghẹ rất là to ha. Hôm nay giá bao nhiêu chị? Giá 450. Đây, em giới thiệu cho. Nhiều loại lắm, có nhỏ thì giá khác. Giá 400 với 450 hả? Rồi. Còn nếu mà loại nhỏ thì 250. Rồi. 350. Ồ. Nhiều loại. Tiếp tục. Sao quyết còn đó anh? Dạ. Tiếp theo cô chú Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú là ốc này là ốc dương đặc sản ngon nhất trong các loại. Ốc dương hả chị? Ốc dương ngon nhất trong các loại hải sản. Ngon quá ha. Nước mắm, nước ốc rất là ngon, một ký nó khoảng 20 mấy 30 con. Giá bao nhiêu chị? Giá 180 ngàn. Tên của nó là ốc dương hả? Ốc dương đặc biệt nha cô chú. Còn đây là sò huyết bò. Đây, sò huyết này là sò huyết đại dương á, bự chà bá luôn. Sò huyết cò. Cò. Đó. Nó khép lại ha chị, kẹp không? Nè, em thử tay đó, nó kẹp vô là đó, cô chú thấy không? Giá hôm nay bao nhiêu không chị? Giá là 280. 280 sò huyết cò nha. Rồi, ốc hương này bự nè. Ốc hương lớn. Ốc hương lớn. Nay giá bao nhiêu chị? Ốc hương lớn 250, 280. Ốc hương lớn giá 250 và 200. Đây là giá 250 nè, cô chú coi một 250 ha. Rồi, 280. Rồi, con này con này là con sò dương sò trắng. Sò dương trắng. Đây là tính con hay là tính ký? Đây là tính ký. Tính ký hả? Một ký này là 180 tới 200. Sò dương trắng nha cô chú. Đó, rất là to nha. Rồi. Tôm tích thì mới ngon nè. Đây, hàng tôm tích nó có 3 size lận, em thấy có 3 size lận. Chỉ giới thiệu từng. Lấy size bự cho lên cho. Lấy size khủng trước nha. Rồi. Đây size khủng giá nhiêu chị? Đây giới thiệu cho cô chú nè, tôm tích
siêu khủng. Cái này là 650. Oh, 650. Có này là chắc cũng 10 con ký. Con này cũng bự ha. Con gà. À. Rồi. Còn mấy cái loại này thì có 350, 450. Con này bự rồi, con này dạ, size này to. Ăn rồi nè. Dạ. Nhưng mà cả 1 tháng, 2 tháng nữa nó còn bự lên, nó từ từ nó bự lên. À, nó sẽ to lên ra. Nói chung gần Tết nó sẽ có những con nó bự hơn, nó theo mùa rồi đó ha. Rồi, rồi. Ngao tím, để em qua. Đây ngao tím nè, cho cô chú xem ngao tím nha. Giá nhiêu chị? Giá 80 ngàn. Ngao tím giá 80. Ngao xanh nữa nè. À, vẹt. Con này con nhiêu con vẹt phải không? Vẹt. Này là ngao xanh. Rồi, ngao xanh. Con này là ngao tía. Ngao tía hả? Rồi. Nó đặc sản Cần Giờ. Nó bằng giá không? Hay là ba cái này là bằng giá. 80 rồi, 80 nè. Cái này đặc sản Cần Giờ nè cô chú. Trời ơi, Cần Giờ đây nè. Ngao tía nha, tím. Tím cũng được, tía cũng được, màu màu nó thì có gần giống nhau. Rồi. Con này là con ngao tiên xanh đặc sản. Dạ. Wow, đẹp đó. Quá. Chất lượng ghê. Cái này hàng ở Cần Giờ nha. Rất là ngon nha Ngọc. Rồi, hàng Cần Giờ nha cô chú. Đã quá, để em chụp cái tấm này lại. Hàng 80 luôn. Trời ơi. Đó. Nếu mà ai mua 2 kg thì chỉ 150 thôi. 2 kg 150. Và được giảm giá, cô chú mua 2 kg này sẽ được 150 nha. Đó. Quá đã luôn rồi. Đây, tới đây ốc này đẳng đẳng cấp của Cần Giờ. Nó gọi là ốc đá phải không? Hay là ốc đá đó. Ốc đá Cần Giờ giá bao nhiêu chị? Giá 120. 120 nha cô chú. Tùy theo con rất nhiều. Đúng rồi. Nó bám theo nè. Đây là ốc mỡ sọc. Ốc mỡ. Ốc mỡ này chỉ có chuyên xào tỏi thôi. Mấy con này nó lạ ha. Em thấy ốc mỡ là cũng màu kia nhưng mà con này ốc mỡ nó rất là lạ. À, ốc mỡ sọc. Đây cô chú có thể mình thấy không? Ốc mỡ sọc ha. Đó, ốc mỡ sọc nè. Đây, con ốc mỡ này ăn lên thuốc đó nha, rất là ngon nha. Đó, nhưng mà nó lại ngọt hơn ốc mỡ sọc này nhiều. Dạ. Nó sẽ ngọt hơn ốc mỡ này nhiều. Nhưng mà nếu mà ai ăn cái đít thì nó lên thuốc, còn không ăn đít thì bỏ đít thì nó ngon hơn cái này nhiều lắm. Còn ốc mỡ này thì em thấy rồi nè. Còn con sọc này là rất là lạ nè. Ốc mỡ này là ốc mỡ nâu. À, ốc mỡ nâu hả? Giá nó sẽ rẻ hơn đúng không? Bằng giá luôn. Này 150 này cũng 150. À. Nhưng mà cái này lại ngọt hơn nha. Em thấy nhìn cái cảm giác nó là hàng biển á, nó ngon ha. Nó còn sống nè cô chú nha. Đây. Cô chú thấy không, nó còn sống nè, đó nó bò nè, đụng vô một cái nó ấy lại nè, đó. Giá 150. Trời ơi. Quá đã luôn. Rồi. Tiếp theo, đây là một trong những con ốc đỏ mình nuôi ở Cần Giờ ha. Đó cô chú. Thiên nhiên. Nhưng mà anh sống ở Cần Giờ. À, nó sống ở Cần Giờ mà. À, có nghĩa mình sẽ đánh bắt ở Cần Giờ mới có những con ốc đỏ này cho cô chú nè thưởng thức. Con này mình làm món gì? À, con này nướng nước mắm. À, ngon ha. Nhìn cái màu của nó rất là đẹp luôn á, màu đỏ nè. Đó. Màu đỏ, rất là đẹp luôn. Đó, cô chú thấy không? Màu đỏ nè. Nó sống tự nhiên ở Cần Giờ ha. Quá là ngon. Nó là vừa rẻ tiền mà vừa ngon. Ừ. Rồi, bò biển thì mình đã báo giá cho cô chú rồi ha. Những dòng bò biển rất là khủng luôn á. Tại đó là hàng ngon quá trời. Đó là nó đang sống rồi nha. Đó, đang sống á chứ không phải là mình thấy nó đứng im là nó. Phải là nó chết đâu, nó sống đó. Con này nó sống ở trong môi trường lạnh nha cô chú. Phải có đá nó mới sống được nha nó. Đây, hồi nãy là 1 triệu mấy thì 1.2 triệu ha. Tôm hùm. Cái này tôm hùm bông hay gọi tôm hùm xanh cũng được hả chị ha? Tôm hùm bông. Bông chứ ha, dòng bông. Đây, chiếc vừa sẽ cầm lên cho cô chú. Có con này chắc khoảng 8 lạng nè. Đây, em thử cầm cho. Đây, Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú ha, tôm hùm bông. Con này khoảng 8 lạng, giá 1.2 triệu một ký nha. Đó, 1.2 triệu. Rất là đã chưa? Đây, rộng rãi. Quay góc rộng cho cô chú xem nè. Đó, nguyên cái chợ Hàng Dương mình có rất là nhiều loại ha. Đã chưa? Con này là 8 lạng ha. Đó, nó đang ngoe ngoẩy nè, rất là chất lượng. Đây cái râu của nó cho cô chú thấy không? Đó. Nó còn đang ngoe ngoẩy nè. Nó ngoẩy đã chưa? Rồi. Giá 1.2 triệu một ký, cô chú thể đến đây đi. Ở đây hàng của chị Vẹn Hà chuyên bán những loại hải sản rất là chất lượng ha, tươi sống. Có một con này là này con nhỏ 250 một con. À, nó có bán nhỏ luôn hả chị? Dạ đúng rồi, 250
thịt chắc ha. Dạ. Đó, đây chị cầm đây em sẽ chụp chị một tấm. Ký nữa có con bự bự em chụp cho anh tấm cho chị. Rồi. Dạ, chị lấy con bự nhất đi chị cầm. Đó, cái con đó đó. Trời ơi. Rồi. Đẹp quá, để em chụp cho chị một tấm nha. Đó, cô chú thấy không? Đây, quay cận cảnh cho cô chú coi nè. Đó, con này là một ký, khoảng ký, khoảng một ký đổ lại ha. Đó, chất lượng chưa? Rồi, cảm ơn chị. Chuyên bán, chuyên về hải sản. Để Đức Dương sẽ quay toàn khu vực. Và có địa chỉ, Đức Dương sẽ quay địa chỉ và số điện thoại cho cô chú nha. Đây là tất cả các loại hải sản mà ở khu vực Vạn Hà, chợ Hàng Dương. Và Đức Dương sẽ báo giá, đây là tháng 8 ha, ngày 1 tháng 8 năm 2024 đây. Đức Dương sẽ quay số cái quay gian hàng cho chị nè. Đây. Số điện thoại ở trên đó luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Đó. Đức Dương sẽ quay cho cô chú xem nha. Rồi, đây là khu vực của chị bán nè, rất là nhiều hải sản. À chị cứ chưa báo mực bên đây nữa nè. Cá chim nữa hả? Cá chim. Đó. Mực ống này giá nhiêu chị? Ống 300. Rất là ngon luôn. Ồ, quá đã luôn, tươi, ngon luôn, hàng mới lên nè. Hàng mới lên luôn. Đúng rồi, em thấy hàng rất tươi ngon. Phở, phở giấy nè, xà lông. Giấy. Giấy xà lông. Có loại ốc gai nè, cái này nó có hai loại. Dạ. Ốc gai này mình làm món gì em thấy nó phun nước tùm lum. Đây, ốc này là hấp hấp xả xào tỏi. Đó. Giá nó bao nhiêu chị? Ốc gai nè. 100 đến 120 một ký nha cô chú. Đó, hấp xả xào tỏi. Còn này là chỉ có chuyên về nướng thôi, nướng chuyên về nướng đủ loại. Nướng mỡ hành. Đó. Đó, xà lông mập quá. Mùa này phải nói là ở đây là siêu to luôn á. Nó hôm nay giá nhiêu ta? Cái con xà lông này. 120. 120 luôn hả? Đây mực trứng nè, giá nhiêu chị? 250. Mực trứng 250. Đây Đức Dương quay cận cảnh cho cô chú xem nha. Đó, quá đã. Trời, con này ngon quá ha. Tươi rói luôn. Rồi, cô chú nhanh chân đến khu vực chợ Hàng Dương và đến gian hàng Vạn Hà ha. Có số điện thoại cho cô chú nè là 0939 838341 ha. Đó, có gặp chị đây, chị chủ quán đây rất là dễ thương. Sẽ báo giá và sẽ lựa chọn cho cô chú những hải sản và những loại gọi là ốc rất là ngon ha, để cô chú lựa chọn để chúng ta thưởng thức. Rồi, cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp khu vực. Ở đây có rất là nhiều gian hàng bán hải sản và Đức Dương sẽ cố gắng quay vài nơi để cho cô chú có thể mình cập nhật giá để chúng ta đến đây để ủng hộ tất cả các tiểu thương ha. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 và chúng ta sẽ có những giá tốt cho cô chú để mình tham khảo giá để mình tới đây mình thưởng thức những loại hải sản tươi ngon ha. Vì chợ Hàng Dương này chỉ cách thành phố đi khoảng cỡ 1 tiếng rưỡi thôi. Nó tầm khoảng cỡ 50 cây á. Cô chú đi qua phà là khoảng 35 cây là tới chợ Hàng Dương. Cho nên là sẽ đi rất là nhanh và chúng ta thưởng thức giống như đi trong ngày thì thưởng thức những loại hải sản rất là ngon ha. Rồi Đức Dương sẽ đi tiếp dẫn cô chú theo một số gian hàng nữa ha, cho cô chú xem giá của từng loại hải sản ở nơi đây nha. Cũng là có rất là nhiều hải sản, như đây là gian hàng số 2 chị Bé Dầu. Đây có rất nhiều loại hải sản ha, để cho chú có thể tham khảo nè. Chào chị, có một số cái loại hải sản em quay nha. Đó, rất là nhiều thứ, để cái nào khác cô chú quay cho cô chú xem nha. Đó, có tôm hùm. Tôm hùm giá cũng bao nhiêu chị, triệu mấy vậy? Đây hả? À, để em quay. Đó, đây có tôm hùm nha cô chú. Quá đã chưa? Tôm hùm. Hàng này rất là gọi thuộc hàng khủng nè. Thấy nó rất là to. Hello chị, tôm hùm hay chị bán nhiêu? Em thấy size to quá. Wow. Con này có con cứ 1,2 kg hả chị? Ủa sao nó to dữ vậy? Trời ơi. À giờ đứa thành thứ hai. À vừa của chị là Loan Loan Lan phải không? Rồi để Đức Dương giới thiệu cho cô chú nha. Tôm hùm ở đây với giá chỉ có 1,1 triệu một ký.
Rồi, chị ơi cho em cầm được không chị? Ok, rồi Đức Dương sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú những con tôm hùm ở đây ha. Giá một tô, chưa gì nữa nó giật giật rồi nè. Đó, cô chú thấy đã chưa? Quay cận cảnh luôn cho cô chú xem nè. Dòng tôm hùm ha, giá 1 triệu mốt một ký. Đó, to chưa? Gọi là siêu to, khổng lồ luôn. Nó lên một lần hai con luôn, nó bám á. Đó, nó bám nè. Rồi, lên rồi. Đây, tôm hùm. Con này khoảng 8 đến 9 lạng ha cô chú. 8 đến 9 lạng. Đó, cô chú thấy không? Siêu to khổng lồ luôn. Đó. Nó nặng và chắc ha. Những con tôm hùm bông này thì nó khỏe và mình ăn rất là ngon ha. Với chợ Hàng Dương thì cô chú yên tâm, giá đây rất là ổn định vì ngay gần biển nên là giá rất là ok ha. Đó. Để Đức Dương quay cận cảnh cho cô chú nè. Đó. Con này khoảng 9 lạng ha. Gần 1 kg. Đó, đây đây là con này cũng bự hơn nè. Đó. Đã chưa? Con này gần ký nè, con này nó khỏe lắm. Để Đức Dương thử cầm đi. Xin chị cầm lên nha để báo giá cho cô chú. Oh, wow, nó khỏe ghê luôn. Nó nhảy ra. Đó. Wow. Rất là khỏe luôn. Trời ơi. Đây con này khoảng 8 lạng đến 9 lạng nha. Con này cũng rất là to nè. Rồi, thả nó xuống đi để cho nó nhảy, nó chảy từng đã đó. Chị, ghẹ này hôm nay giá sao chị? Ghẹ 350 nha cô chú. Đó. Chị có ngào trắng nè. Tôm khủng đó chị. Tôm này là gọi là tôm sú, người ta là tôm nữ hoàng á. Trời ơi. Đấy. À, nữ hoàng nó to hơn hả chị? Này tôm sú khủng nè. Đây Đức Dương sẽ lấy cho cô chú xem nha. Wow. Một con nó to, rất là to luôn nè, hơn bàn tay luôn. Rồi, hôm nay giá mấy trăm chị? 500 nha cô chú. Con này tươi nè, đó. Trời ơi. Hàng này hàng khủng nha, to nhất rồi đó. Chứ chưa có con nào mà vượt hơn con này nữa, to quá. Đó, 500. Ồ, quá đã luôn. Đây, có con nhung nữa nè. Cái cầu gai. Rồi, bọ biển. Ở đây Đức Dương sẽ quay sơ sơ cho cô chú ha. Một số cái gian hàng thì nó ná, nó giá thì nó cũng na ná nhau. Có hàng tôm tích khủng rồi. Wow. Tôm tích khủng này giá nó như em chị. Ồ, tôm tích khủng ghê luôn. Em vớt lên nha, nhẹ nhẹ thôi nha. Con này nó cũng không biết có chích không. Đây, nó giới thiệu cho cô chú ha. Tôm tích khủng nè, đó. Con này là size rất là to nè. Đó, nó chích đầu lắm. Đó, chích. Có nghĩa là nó chích ở đầu lắm, cắn vô. Giá hôm nay tôm tích khủng này giá nhiêu chị? 600. Đó, cô chú thấy không? Nó rất là to ha. Con này dài hơn cỡ 20 phân á. Trên 20 phân nè, 600 một ký. Rồi. Ốc hương này với đã nè, ốc hương này xay khủng giá sao chị? Đó. Này là ốc hương ha. Quá đã luôn. Giá bao nhiêu ạ? Ốc hương á, 600. Để em giới thiệu cái quầy gian hàng của chị nha, để cô chú đến nha. Rồi. Đây cô chú có thể đến đây mình theo số điện thoại để mình có thể mình mua sắm ha. Tập hồng à. Có số điện thoại cho cô chú luôn đó. Giá thì thay đổi theo thời giá nè. Để dùm cái giá lên cô chú xem nha. Rồi. Cái này thay đổi theo thời giá phải không chị? Rồi. Ok, có số điện thoại cái gì cô chú có thể điện nha. Tại vì theo thời giá mà mình đâu có theo ví dụ như những ngày gọi là. Dạ đúng rồi. Rồi. Chị giới thiệu cho em sơ sơ đi để em cho chú như là cua nè. Em thấy cua là cua hàng này nè, gọi hàng xay rất là 350 hả chị? Trời ơi. Wow. Con này đúng con cái luôn với đã nè. Trời ơi chị. Gạch là biết rồi, cô chú thấy không? 350 một ký. Con này đó tầm khoảng cỡ 7 lạng hả chị ha? 7-8 lạng một ký một con nha. 7-8 lạng một con. Quá đã luôn. 350. Trời ơi.
Rồi em cảm ơn chị, để em kiếm con khác giới thiệu cho cô chú. À, chị giới thiệu sơ với mấy con đây nè, con đây là con ghẹ đi, ghẹ 300. Size nó khoảng bao nhiêu con, bao nhiêu con? 1 kg 6 con. Rồi, đây mực chim chép. Rồi con mai hả? Sò mai nè. Sò mai tính con hả chị? Ồ, giá đó là em thấy em quay ở chợ, những chợ hải sản xung quanh mình Vũng Tàu rồi Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt thì cũng giá giá. Và một số cái cũng có 20 nó nướng luôn đó chị. Dạ. Đông người xem không? Dạ, đông. Bên anh đông người xem không? Dạ đông chị. Bán được nhiêu tụi em ở đây? Dạ, sẽ giới thiệu cho cô chú, cá chim ở đây cũng có bán nè. Cá chim này 100 mấy ký chị? 108, giá rất là ok ha. Rồi. Mực lá. Này mực lá. Mực lá là nhiêu chị? 330 hả? Mực lá 330. Size này là 1 ký, một con khoảng 1 ký không chị? 7-8 lạng. Tùy theo ha, 7-8 lạng đến 1 ký ha. Bà tuột nè. Rồi. Bà tuột này 100 mấy vậy? 170. Giá quá là. Đây, móng chân đây 250. À, chị Tập Hồng à ha. Đây là cửa tiệm hải sản Tập Hồng đây. Có cái con ốc này là sống ở đây nè, em thấy ốc này ốc đỏ hả? Ốc đỏ 120. Đây, xài to lắm, cô chú có thể con này là mình chỉ có nướng hả? Nướng nước mắm ha. Ngon quá ha chị ha. To ơi là to, ốc đỏ 120 một ký nha cô chú. Hả? Em thấy có người ta phải hấp lên cho tỷ lệ 50-50 là giấm với lại giấm với nước á, 50 để cho nó không bị tê lưỡi á. Đúng rồi. Làm vậy nữa. Dạ đúng rồi, có những nơi để cho nó không bị ấy hả? Không bị nhẵn. À không bị nhẵn là nó đắng đó. Có người thì ra luộc bằng 50-50% giấm với lại nước thôi là nó sẽ không có bị đau tê lưỡi, khi mình ăn vô không bị tê lưỡi. À, em đi nhiều hải sản nên là muốn nơi đó, nó sẽ chỉ cho mình cái cách mình làm á. Dạ. Dạ đây có nhiều lắm chị, có mực trứng nè, đó mực trứng ngao, con này ở đây nó bự quá chị ha. Nè đụng vô một cái là sào huyết nè, nó đụng vô một cái đó quéo lại nè, đó sào huyết biển nha, siêu to luôn. Cô chú thấy không, con sào huyết nó bự dễ sợ chưa. Sào dương nè, đó này ngao tím, ngao bự lắm. 80 luôn phải không chị? Giá 80 ở đây đồng giá, mấy cô chú có thể lựa chọn ha. Còn con này khủng là em nghĩ chắc phải từ 300-400 trở lên hả? Giá này nhiêu chị? Giá là 600 mới nói nãy rồi đó. À 600. Cái này hàng khủng, không quên. Đây hàng nhỏ hơn hả chị? Nhỏ 2,5. Nhỏ 2,5. Sự khác biệt rất là lớn ha. Một đây là hàng size chung 2,5, đây là hàng khủng đây giá 600 nha, tại vì Đức Dương cập nhật giá chậm hơn chị. Đây. Ok, cô chú có thể lựa chọn ha. 1 ký này tầm khoảng bao nhiêu con chị? Nhắm có phải 60 con à? Quá bự luôn. Đấy cô chú có thể là mình thưởng thức ha, những loại hải sản tươi ngon để chúng ta có những món chế biến để thưởng thức những ngày cuối tuần ha. Đây là chợ Hàng Dương này bán thì bắt đầu từ mấy giờ sáng và 8 giờ sáng. Đây cô chủ bán nè. Dạ đây em quay cô chủ bán à, từ 8 giờ sáng đến 7-8 giờ tối, từ thứ hai cho đến chủ nhật hả chị? Rồi rồi cô chú có thể đến đây ủng hộ quầy Tập Hồng ha, chuyên về các loại hải sản tươi sống. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị một ngày bán đắt hàng. Dạ rồi Đức Dương sẽ đi tiếp nhiều khu vực cho cô chú nha. Đây là sáu chi nè, đây cũng là hải sản. Chào cô, những con tôm này hôm nay giá hôm nay có bao nhiêu ký con? Vẫn giá à, thấy ở đây bán giá rất là ok đó con, vì con đó cái size nó bự 1 ký luôn hả con? Đây Đức Dương sẽ gây cận cảnh cho cô chú xem nè, đó dòng tôm hùm con 1 ký đó, quá đã chưa. 1,1 triệu nha, con này là 1,1 triệu luôn nè cô chú. Đây nó đây nè, đó. Cầm được luôn chị? Được cho em cầm ha. Ok rồi. Đây Đức Dương sẽ hôm nay sẽ cầm. Đây Đức Dương sẽ cầm cho cô chú xem nha, để cái coi cái độ một con này là 1 ký nó như thế nào.
Wow, nó chích ra nó rớt cái ra rồi. À, con này hả? Chín lạng hả chị? Đây cô chú thấy không? Rất là to. Đấy, quay cận cảnh cho cô chú xem ha. Rất là đẹp luôn á. Con này là ăn mới đã, nó khỏe lắm. 1,1 triệu một ký nha. Đó. Quá đã luôn. Rồi, cảm ơn chị, con này khỏe, ăn rất là chắc luôn, thịt nó quá đã. Ở đây đa số người ta mình sẽ làm chế biến món gì từ cái con tôm hùm này chị? Nướng phô mai. À, cháy tỏi bơ và nướng phô mai ha. Đó. Cô chú có thể thấy không? Con này đây, quay cận cảnh cho cô chú xem nè. Rất là to luôn. Đó, trời ơi, đồ đẹp của nó. Rồi, mọi con tôm tích này sao nó bự dữ vậy? Con này là phải loại 1 thôi. Nó nằm ở đâu chị? Có một con thì sao? À, có một con không à? Con này con tôm tích này khủng quá, nó có một, nó quá là to luôn. Này nó chích đó chị. Rất là chích, nó cũng đầu. Dạ nó chích em á. Đây là tôm này là cái cua này là thuộc ở đây luôn hả chị? Cua đây hả? Cua đây nè. Nó to ha. Ở đây với mỗi xứ mình nuôi cua rất là tốt. Nghe là cua Cà Mau là thì người ta nói chỉ là cua nó vừa vừa thôi. Nhưng mà cua ở Cần Giờ nó rất là to. Bên đó chị hả? Cho em thưởng thức cái con ký mấy coi. Con này là có khoảng 7 lạng thôi. Ủa con này nửa ký hả? Con này nhẹ rồi. Đây con này nặng nè. Ra con này nặng nè. Trời ơi. Hôm nay mấy trăm chị? 3. Em thấy. Con này 350, hàng này là hàng gọi là thứ hai đó, con nhất là tới 1 ký mấy một con luôn. Đấy cho cô chú xem nè. Siêu to luôn. Ú trời. Quá bự luôn á. Dạ. Con này là đã rồi, con này là ăn rồi quá ngon chị. À, hàng ở đây là 350 một ký nè cô chú. Còn đây là giá 250. 200 luôn. Đấy. 250. Đó, tùy theo cô chú thể đến đây mình lựa cua ha. Theo cô nghĩ mình ăn con cỡ vừa vừa vậy là ngon nè. Đó. Thế thấy cô ha, ăn cỡ này vừa rồi, ngon nè. Đó, những con như vậy mình ăn nó vừa. Nghĩa là mà sẽ được nhiều con. Cái gì nhiều người á thì đúng rồi, nhiều người sẽ ăn mà mình ăn ví dụ như chia ra, chẳng lẽ một con mà chia hai người thì kỳ quá. Nhỏ hơn con. Dạ. À, có mực baby nữa hả? Mực bạch tuộc nhỏ cô. Nhỏ. Nhỏ giá là nhiêu cô? Nhỏ 100. À. Trong mềm tươi ha. Đó, thằng tươi luôn. 130 ký nha cô chú. Đó. Rau nó còn trắng tinh luôn, đẹp chưa? Hàng trắng tinh vậy là cô chú nên ăn ha. Con cúm này hôm nay chị cũng báo bán nè. Cúm này giá nhiêu chị? À, cúm này 150 nè. Ở chợ Long Sơn nó có rất là nhiều size, size nhỏ, size trung như vậy. Nhưng mà giá nó thì nó cũng có rất là nhiều giá. Nhưng mà chị bán đây 150 là rất là rẻ. Đúng rồi, ai muốn lựa bự cũng được nữa. À, vậy hả? Trời ơi. Thế còn gì bằng nữa. Gọi là ở đây là chiều khách quá luôn rồi. Có những chỗ thì nó, con này á, là khi mình muốn bắt nó lên mình phải cầm ngược lại như vậy, nó không có kẹp nha cô chú. Ai không biết cầm cái kiểu khác là nó kẹp. Đây Đức Dương sẽ chỉ cô chú luôn nha. Nếu khi muốn lựa con cúm này là cô chú cứ lật nó ngược lên là nó sẽ cúm lại ha. Nó co cúm lại đó, để mình bắt nó dễ nha. Chứ mình mà để đi nó sẽ kẹp. Đó. Đó là cái phương pháp gọi là đi mình mua con mấy con cúm ha. Có ghẹ nè, nay chị bán ghẹ ngon quá ha. Con này chắc khoảng 2 con một ký. Đây Đức Dương sẽ cầm cho cô chú xem nha. Giá bao nhiêu chị? Đây Đức Dương sẽ cầm cho cô chú xem. Đó. 350 một ký. Và 2 con một ký nha. Coi như con này nè, coi như là nửa ký nè. Trời ơi, ngon ghê không? Đó, nó giống như ghẹ cốm á, nè trên đây nó có giống như BD hả? Ghẹ BD. Đây là con ghẹ BD nè cô chú. Đó. Rất là ngon ha. 350. Đó, còn gì bằng nữa. Đến đây là ăn là ngon rồi, còn gì suy nghĩ chi nữa. Đó. Rồi, của chị là có nhiều loại lắm. Đó, có mực nè. Đó, mực.
quá ngon luôn á. Tại đó chị bán đồ quá đã, giá rất là hợp lý nha cô chú. Chợ Hàng Dương này thì được mệnh danh gần Sài Gòn. Giá hải sản thì quá là ok, không thể nào so sánh được những cái chợ khác vì giá rẻ nhất rồi, rẻ nhất và rẻ nhất khu vực luôn rồi. Đây mới là đủ đồ chơi. Đúng rồi. Mà mùa hè này sẽ rất là nhiều cô chú đến đây thì mình thưởng thức chứ, rất là đông. Rồi em cảm ơn chị. À, chúc cô chủ bán đất hàng nha. Rồi, Đức Dương sẽ giới thiệu sơ cho số điện thoại cho cô chú là đây. Sáu Chi nha. Cô chú có thể đến Sáu Chi có số điện thoại nè để mình liên lạc ha. Có thể giao hàng tận nơi luôn hả chị? Rồi, để Dương quay sơ khu vực khác cho cô chú nha. Rồi em cảm ơn chị. Rồi chúc Dương sẽ quay đến những cái gian hàng khác, nó cũng na ná nhau thì giá đây nó sẽ rất là hợp lý cho cô chú, là có tôm thích nhỏ xíu nè chị. Hôm nay con này nhỏ nhỏ giá nhiêu chị? 100.000 một rổ. Một ký nha cô chú. Rồi nó vui đó. Đó 100.000 rồi tôm tích nhỏ nhỏ này nè. Thằng nó ngon nè. Đó. Ghẹ nè, ghẹ của chị cũng thuộc dạng ghẹ cũng to lắm á. Ghẹ này chắc phải 4. Nhiêu chị? 250. 250. Ôi con này nó nhiều. Ố ghẹ. Nó khỏe chưa? Con này thì nó tầm khoảng cỡ 3 con không chị? Ký 3 con. 5 con, 5 con. À, 5 số con. Nhưng mình thấy chuẩn của nó phải là 5 số con ha. Rồi thôi con này 1 kg nè. U cha. Đây, lần đầu tiên để cho cô chú xem nha. Con này siêu khủng, em cầm nha. Em cầm bên đây nè. Em biết rồi, em cầm bên dây nha. Trời ơi. Wow. Giá bao nhiêu chị? Cũng vậy luôn nhưng mà 1 kg ha. Trời ơi cô chú coi cái bàn tay của Đức Cương nó bằng luôn nè. 350 một ký, con này là một ký gọi là ghẹ cua của Cần Giờ ha, cua Cần Giờ nè, siêu to chưa, để quay cái càng cho cô chú xem nha. Đó. Wow, nó rất là manh động, thì nó kẹp Đức Dương đó, mấy cô chú thì mình phải cầm bằng cái dây nè. Đi bắt cua mình cầm cái dây ha, chứ cái càng này nó sẽ kẹp và nhưng mà người ta đã cột cứng nó rồi, không sợ nó đâu. Rồi quay cái rổ cua cho cô chú thêm nè, thâu cua khủng chưa, 350 ký. Tôm tích này là đặc biệt nha, 100.000 ký nha, vừa rẻ vừa ngon. Cái con này em thấy người ta đang số là hấp hả, còn làm món gì khác không chị? Cháy tỏi hả? Tí nữa quay thử cái khu vực thấy thì cũng hấp dẫn ha. Ở đây mình bắt cái mình đưa xuống cái lại này, con này hoa wow. Cứ con lớn là 30.000 một con hả chị, phải không? Con lớn 20 ở đây, con này rẻ hơn hả chị, bán rẻ hơn hả? Bào ngư đó, hồi xưa gọi là bào ngư di cá, là những cái thứ phẩm mà rất là ngon ha. Trời ban cho chúng ta có những cái gọi là hải sản cực kỳ ngon. Đó, con bào ngư nè, nó sống ở vùng nước lạnh lạnh ha. Khách đặt hả chị? Này là sò Hokkaido á, những cái dòng sò này rất là ngon ha cô chú. Những con sò này nó bự. Chém chép thì không bằng đâu, mấy con sò này nó rất là ngon. Size rất là to. Con này giá hôm nay bao nhiêu chị? 130 kg ha. Con này nướng mỡ hành, nướng phô mai thì quá là xuất sắc luôn rồi. Con này là quá ngon, 130 kg nha cô chú. Tên của nó ở đây thì mình gọi là sò điệp. Sò điệp Hokkaido. Gọi được như gọi là sò điệp Nhật á. Nhưng mà mình sống ở khu vực đây mình có thể mình đó, ốc đỏ nè. Con này ngao xanh nè. Phải không chị? Dợp hả? À con dợp chứ, con dợp. À con dợp. Con này thì giá là từ tới nhiêu chị? 100 một ký. Đây. Ốc đỏ. Đó, ốc đỏ 100 ký ha. À, đây, không em còn quay cái này chưa có nè. Nãy giờ chưa có cái này. Đây là hàu 3 ký 100 cho dễ. Nơi nào cũng bán. Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, rồi Phước Hải cũng 3 kg 100, nhưng có chỗ sẽ rẻ hơn tùy theo cái lượng hàu ha.
hàu sữa thì nó sẽ chất lượng hơn, có chỗ bán 3 ký 100, có chỗ bán 30.000 ký nữa. Rồi nhưng mà cô chú cứ đến ở chợ hải sản Hàng Dương này ha, Cần Giờ thì giá sẽ rất là tốt cho cô chú nha, lựa chọn có hàu nữa nha. Hàu thủ phủ ở đây. Và cô chú đến địa chỉ Úc Chinh ha, có số điện thoại cho cô chú nè, chuyên bán hải sản tươi sống các loại, có chế biến tại chỗ luôn. Rồi chị bán rất là nhiều nha, đây cô chú có thể thấy chị bán rất là nhiều loại nè, rất là nhiều loại ha, từ loại ốc, những loại hải sản cho đến những loại tôm tích ha, kể cả tôm hùm nữa, cũng quá nhiều loại. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp khu vực khác nha, cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng nha. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp khu vực những cái gian hàng khác cũng bán rất là nhiều thứ nè. Ở đây là rất là nhiều loại chào chị, nó có là cả tôm hùm nè, đó cô chú thấy không, tôm hùm này nó cái màu của nó rất là đặc biệt, nó sẫm màu rất là nhìn nó chất lượng lắm đó. Hôm nay giá bao nhiêu chị? Dạ tôm hùm size này chắc khoảng cỡ con này có khoảng cỡ nửa ký không chị? À con này nửa ký nha, giá 900.000. Tôm hùm bông ghẹ luôn, chị là thấy thau ghẹ rất là nhiều nè, tại chị bán chiên ghẹ mà. Đây bò biển giá nhiêu kì, con này size này có cũng gọi là size vừa vừa ha chị ha. Đó. À tính con hả? À chị bán 250 một con nha cô chú. Rồi. Có con nãy em chưa báo giá cái con ống móng tay này nhiêu chị? À một bó nè, để Đức Dương đếm thử khoảng nhiêu ta. Nó cầm khoảng cỡ mười mấy đến 20 con ha. Là bao nhiêu chị? 40.000 ha. Đó, 40.000 một bó 6 lạng và 40.000 một bó ha. Cái này là xào đủ thứ, cái gì cũng ngon hết á. Cô chú có thể xào với lại rau muống hả chị? Xào rau muống thì nói chung là xào mới làm đủ loại ha. Thôi, có ốc mỡ nè. Ồ, ốc mỡ nè. Ốc mỡ là cũng tay rất là to ha. Có con ăn đặc biệt. Đó. Đây là mực mực sữa hay là gọi là mực trứng hả chị? Trứng ha. Mực trứng nhỏ nhỏ thì giá nhiêu ạ? 200. Rồi. Lên đi chị, đó, có nhung nè. Đấy. Cầu gai ha. Wow, cầu gai nè cô chú. Đó. Ở đây đặc biệt có cầu gai. Quá ngon luôn. Đây là mực lá ha. Mực lá thì ở đây giá bán khoảng tầm khoảng 200 mấy 300. Đó. Đây nè. Rất là nhiều. Sò điệp này mới ngon nè. Đó. Gọi là sò điệp Hokkaido. Hokkaido của Nhật á, rất là to và đẹp. Đó, có cá cam. Đó, cá chim nè. Cá chim tầm khoảng 180 ký nha cô chú. Ở đây giá thử gần nhau. Đây. Có chim chép nè, em ăn sò mai thì ngon nè. Sò mai nó tính con á. Đó, sò mai. Đó, quá trời hải sản. Đây. Qua cho cô chú xem tổng thể ha. Rồi đi tiếp, chúng ta sẽ đi tiếp ha, khu vực khác để Đức Dương sẽ quay tổng thể cho cô chú xem, vì chợ Hàng Dương này có rất là nhiều nha. Con vẹt dạng xanh. Rồi đây là khu vực phút cuối. Đây cá chim cho cô chú nè. Chim một con chim mấy á? 100 mấy 1 ký phải không chị? 170 anh. Ồ chị bán ok rồi đó. Ốc giấy sống luôn. Ốc giấy. Đây cô. Ốc giấy giá tính con hả vậy hay là tính ký? Ốc giấy 150. Rồi, thấy rồi nó con. Nhân nè. Còn đụng vô một cái là nó rút lại à, hay lắm. Nè, đụng vô rút lại ha, cô chú ha. 150 1 ký. Nhân luôn. Rồi, tiếp theo. Đây là cá cam. Cá cam tính con hả chị? Hay tính ký? Ký cũng có nữa. Ký 80. À, con này thì thường thường người ta bán 70 một con á, ví dụ những nơi người ta nướng với bạc á. Rồi. Tôm. Ngao. Tôm sú. Rồi, tôm sú.
Tôm sú này size này size chung nè. Giá mấy trăm chị? 300. Này tôm thẻ biển nè. Ngon này, con này tôm này ngon ha. Thẻ thì giá bao nhiêu chị? 200. Cua. Đó, cua Cần Giờ. 300 mấy chị? Trong này 250. Dòng này 250 thôi. Ở đây chị bán giá sẽ rẻ hơn chút ha. 250. Ốc hương siêu rẻ, giá nhiêu chị? Xe này xe to đó nha, chung mình. Rồi 260 bán vốn cho cô chú lựa chọn nha. Bán vốn không à, giá gọi là giá tình thương mến thương. Đó, còn gì bằng nữa đây. 250 con. Con này 250, con này chắc khoảng 3 lạng quá. 3 lạng chị? Có 2,5 thôi. Đó. Mua một con về chúng ta cháy tỏi, mỡ hành, nghề tô mai. Đó, quá ngon luôn. Chị, con mau ếch nó bự dưới chị. Cái này mà mú hay là mau ếch vậy? Ủa sao cái con này nó to khủng thế này chị? Con này đập quen. Đập hở vậy em nhìn lại biết rồi. Về mới vô. Nhiêu chị? 450 kg. Đây, cô chủ coi anh quay là... lát anh mua con này vàng luôn đi. Rồi. 450 kg, con này chắc có tầm 7 lạng ha. 7 lạng phải không? 7 lạng. 7 lạng. Mau ếch nha cô chú. Trời ơi, con này khủng lắm. Đây tôm tích khủng mà. Ê, đây cô dễ thương con chim bay. Trời ơi. Các bạn thân của chị nó bay tới bay lùi. Đây. Kệ. Đó, du khách bây giờ chiều bây giờ là khoảng 3 giờ du khách bắt đầu tắm biển xong rồi du khách ghé chợ Hàng Dương nha. Để du khách mua một số loại hải sản tươi sống cho cô chú. Và cô chú có thể đến đây để mình thưởng thức rất là nhiều hải sản tươi ngon nha. Sẽ đến quầy Xanh Dương. Đó, số điện thoại là 0122 6643 848. Đó, Đức Dương đọc cho cô chú nha. Cái gì mình liên hệ với chị. Giao hàng tận nơi. Đây, chị bán rất là nhiều hải sản rất là ngon nè. Đó, tôi quay cận cảnh cho cô chú xem nha. Rồi, ok, cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng. Rồi, tiếp theo là tới cũng là Xanh Dương luôn. À, Xanh Dương có nhiều chi nhánh lắm. Rất là nhiều. Sò điệp Nhật ha, Hokkaido. Quá nhiều hải sản luôn. Tôm tích, tôm hùm. Ở đây đó nó rất là nhiều loại nhưng mà size này size nhỏ nhỏ là cô chú có thể mua mình ăn nó dễ hơn. Đó, có nhiều loại. Đây là khu vực bếp để chúng ta chế biến nè. À đây, để Dương quay sơ cái khu vực bếp chế biến. À, để chúng cô chú có thể mua một số hải sản ở đây, cô chú có thể đến để mấy chị chế biến ngay tại chỗ ha. Mình không cần phải mang về vì mà khi mình ghé đây thì những loại hải sản sẽ được các chị chế biến, mỡ hành, cháy tỏi. Đó, rất là nhiều thứ ở đây ha. Rồi, và hôm nay Đức Dương sẽ quay tiếp khu vực chế biến hải sản đã chế biến nè. Có ốc len xào dừa. Những cái phần này bán bao nhiêu vậy chị? 100.000 phần anh. Rồi, Đức Dương sẽ quay tổng thể cho cô chú xem. Đây là chị bán là 100.000 một phần. Đây, cô chú thấy những loại hàng chúng ta chỉ cần... gọi là chọn món ở đây và chị sẽ chế biến ngay tại chỗ cho cô chú nè. Đó, có ốc khế nè. Đó. Dạ, sò huyết nè. Đó. Xào hấp tỏi nè. Ủa con ốc này ốc gì chị, em chưa thấy bao giờ luôn. Ốc hương quế anh. À, ốc hương quế 100.000 một phần dạ, nha cô chú. Rồi, ốc hương quế nè. Size rất là to, để Đức Dương cầm cho cô chú xem nha. Ốc hương quế. Sao cái đầu qua cái vỏ không à? Dạ dạ. Không sao chị. Em làm vậy dạ. Em xào em lấy cái khác. À rồi, để đây biểu diễn ra cho cô chú xem cái chất lượng nè. Đó, càng ghẹ. Để mình có những món hàng nào ha. Sò dẹo nè. Dẹo nè. Nè, sò lông nướng. Trời ơi, sao chị trưng bày đẹp quá. Sò điệp đây. 100.000 nha cô chú. Hàu nướng mỡ hành. Rồi. Tôm. Dẹo, dương, xanh, vẹn. Quá trời đẹp luôn. Đó, con này là rau là tuột. Rau mực đó, rất là to ha. Đức Dương sẽ giới thiệu cho chú khu vực. Thế là chị.
Đây là khu vực chuyên bán hải sản, có tôm tích nè. Tôm tích nhỏ giá sao chị? 100 ngàn. Đây hàng khủng đây nè. Đây em đang cần quay hàng khủng này, nãy người ta đây. Này cái này bao nhiêu chị? 550. Đây con này là siêu to khổng lồ nè. Này 750 anh. Này 1 ký khoảng bao nhiêu con chị? 6-7 con hả? Tôm tích bự ha. Đây chị có tôm hùm bông. Chị có tôm hùm bông nè. Con này cũng rất là to ha. Tôm hùm bông này tầm khoảng cỡ 8 lạng ha, 8 đến 9 lạng một con. Có ốc hương màu đỏ đỏ lạ quá. Ốc hương này là ốc hương gì mà nó màu rất là đẹp chị? Ốc hương này là ốc hương gì em thấy là lạ ha? Ốc hương mình ở đây. Hả? À, ốc hương của Cần Giờ nha cô chú. Nên cái màu của nó rất là lạ ha. Đức Dương thấy nó lạ lắm. Trời ơi, ốc giác nè. Nay chị có bán ốc giác nữa bao nhiêu một ký chị? 200. Đây tôm hả, tôm biển siêu to bự dễ sợ luôn, 500 ký. Rồi chị bán rất là nhiều loại để quay tổng thể cho cô chú để đến đây mình lựa chọn ha. Một số cái sản phẩm giá đây rất là ổn định vì mọi người bán na ná nhau nên là cô chú có thể chọn bất cứ cửa hàng nào cũng được, giá bằng nhau nên là ai cũng bán một giá cho cô chú. Dạ. Dạ. Rồi đây tiếp theo Đức Dương sẽ quay rất là nhiều loại cô chú nha. Đó. Cô chú có thể thấy không, rất là nhiều. Rất là nhiều hải sản. Quá đã. Móng chân trời. Chân đây chị bán sao? Móng chân đó. Móng chân 300, còn này ra 40. Móng tay 40 ngàn bó đúng không? À 30 ngàn à. Đó, 30, cô chú đến đây đi. Mỗi chỗ sẽ bán, sẽ giảm giá cho cô chú theo thời gian. Yeah, đó. Ốc hương này thì 220 một ký. Màu của nó lạ quá chị ha. Tại vì đất mình đất màu đỏ, mới đất cát. À đất cát nha, là giá đỏ. Này là 220 hả chị? 220. Đất mình đất vàng. Còn à. Sử dụng như ốc hương trắng, là ốc hương thiên nhiên. À. Một tấm là... Do vì phù sa này nó đỏ này là nó còn nó đỏ. Cát mình là cát vàng. À. Nó nuôi trong một cái hồ vậy này là nó màu vàng, nó không có nước ra vô. Còn này ốc mỡ sống. Ốc mỡ. Ốc mỡ này hả? Thấy nó to vậy chứ khi mà mình ấy nó nó quéo lại không chị ha? Ủa sao con này bự dữ vậy? Ở khu thiên nhiên là có nước là đó thấy chưa? À. Nếu mà bán trà khô vậy là 250 ký. À, mình tự trà lên nó sẽ bớt nước lại. Còn hả, nếu mà em mua nước vậy là nước không à. 3 kg đó bằng có ký này. À. Tại vì nó này là nước, nước không, không? Nước nè. À cho em thử. Nói em bớt đây. Thử lại đi. Đây, cô chú coi không, cho bóp cái xịt ra nè. À một cái kinh nghiệm mới, chúng ta mua loại ốc này chúng ta nếu mà còn nguyên á là giá nó sẽ 150. Khi mà chúng ta bóp, lại là bóp nhỏ lại là 250. Đó, hay quá ha. Là 3 ký như vậy. Bởi vậy 3 ký nó mới ra được. 3 ký như vậy. 3 ký. 1 ký như vậy nãy em bóp vậy đó. Rồi, đây là một kinh nghiệm mới cho cô chú đi lựa chọn gọi là ốc mỡ nha. Á, nhiều khi đi chỗ này bán giá này, bình thì bán giá kia. Người ta không biết ha. Người ta bán giá 150, cái lại đây à chị nói hơn 250, người ta nói ủa sao mắc quá vậy. Em hiểu rồi, đó là cũng là đây là một trong những kinh nghiệm để chúng ta lựa chọn gọi là ốc mỡ nha. Trời con này nó xào xào tỏi, đậu me răng quá ngon ha. Hôm nay á, hôm nay mới thấy được con này nè. Ốc chân nè, móng chân nè. À, móng chân chứ hồi trước tháng 5 em đâu có thấy đâu. Tháng 5 không có. Không có chưa. À tùy theo cái con nước đó nha cô chú. Rồi. Okay. Nó kém nước là nó không có. Nó mới có 2 ngày nay. Này dung biển là nó tính con hả chị? Chị tính con 40.000 con là chị nướng giùm luôn. À. 40.000 một con và bao nướng ra mở hành cho cô chú ăn luôn. Rồi. Có đứng luôn. Ồ, gian hàng của chị rất là dài ha. À, dài. Dài tới 2 quầy. À 2 quầy luôn. Cua này may giá của chị thì vẫn giá cua đó là cua gạch son 300 ký. Còn cua này là cua người ta đi bắt nè, 400. Đây cua này cua bắt nè đó, nó khác biệt ha. Độ chắc nó của khác. Nó thì nó độ chắc nó khác liền hơn. Đó. Đó. Mà con cua nó nhìn nó cũng khác
cái màu của nó đậm luôn quý vị. Cái màu của nó không có, nó sáng như những con cua bình thường ha. Cua người ta nuôi dòng 400 khác, còn cái này dòng 350 khác nhau ha. Rồi chúng ta sẽ đến cua cá màu ếch, giá bao nhiêu chị? Giá này là 450 một ký. Một ký nó có hai con. Trời ơi, bự vậy hả chị? Đó, vậy để nè cô chú coi cận cảnh cái con mao ếch nè, đẹp chưa? Con này nó làm món gì ta? Cái này mình nướng hoặc nấu canh chua măng hoặc nấu lẩu, em muốn làm gì chị làm đó, tùy thích. Giá đó giờ chế biến chưa chị? Mình... giá đó chưa chế biến. À, giá đó chưa chế biến. Nếu mà chế biến thì mình cộng thêm bao nhiêu tiền? Em muốn nướng là 40.000. À, cô chú có thể nướng. Ngoài số ký, số tiền giá mao ếch thì cô chú cộng, nếu mà nướng là 40.000, còn lẩu thì 150. À, tại vì có thêm gia vị có đầy đủ luôn nha cô chú. Dạ rồi, quá đã, mau ếch ngon lắm á. Chiên lẩu ha, làm lẩu là ngon nhất. Cá bông mú này, con này là khoảng cỡ ký rưỡi nha cô chú. Ký 2. 250. 270. Rồi 270. Dạ. Rồi cái này là 270 một ký nha cô chú, con này khoảng 1 ký 2 đến ký 3. Đó, cô chú có thể làm rất là nhiều món từ con này. Hấp, hầm công, nướng, tương, lẩu nữa hả? Nấu cháo, lẩu. Trời. Con này là gọi là đủ loại. Rất là nhiều ha. Rồi. Còn đây là một số gian hàng khác cho cô chú nè. Rồi, cô chú có thể tham khảo ha. Mực nang, mực lá, mực ống. Đây cô chú có thể tham khảo. Ốc móng tay. Đó, hôm nay ốc móng tay rất là ngon luôn. Con này là bào ngư nè chị. Đó, chị có cua nữa nè. À, có ốc, ốc đỏ nè. Ồ, đợi món, đủ món ăn chơi. Ơi, cái kiệm của mình là gì, Hoàng Mai hả chị? Hoàng Mai, để cho sẽ quay cô chú cái địa chỉ Hoàng Mai để cô chú có thể đến đây mình ủng hộ địa chủ quán ha, chuyên bán hải sản tươi sống ha. Đó, có số điện thoại cô chú có thể đến ủng hộ đây. Tôi chưa sẽ quay tổng thể cho cô chú. Chị bán rất là nhiều loại nè. Rồi đó. Chị giới thiệu đi chị, cái ốc này ốc dạ, ốc sò huyết, sò huyết chứ ha. Sò huyết tò anh. Giá bao nhiêu chị? Dạ 250. Ủa con ngoài. Ủa ốc đỏ nó bự dữ chị. Dạ. Con này tính con hay là tính dạ, sao? Ôi. Ngon quá ha, con bự dễ sợ luôn, chưa bao giờ em thấy con ốc đỏ bự vậy nè. Rồi, con này là giá bao nhiêu chị? Dạ 250. 250. Sò huyết cò. Ốc móng tay ở đây bó bó từng bó một dễ thương quá chị ha. Dạ, 30.000 bó. Bào ngư tính con. Con. Mấy chục? 10.000 con. Chị bán rẻ vậy. Chị bán 20, rồi lớn 20 đây nè. À, nhỏ xíu 10.000 con đó. Mua này chúng ta làm đủ món, mình cần gì mình thưởng thức. Đây em là cua thiên nhiên luôn. Cua thiên nhiên ở đây hả, nuôi hả dạ, chị? Không. À, ở đây mình bắt chứ. Đái rồi đó anh, đái với ao. À. Giá bao nhiêu chị? Đái không? Chưa biết, chị giới thiệu cho em cái gọi là vì sao. Á. Hả? Cua đông đái á. À. Nó con này chắc thịt đúng không? Dạ, chắc thịt cua sông đúng không? Dạ. Rồi chúng tôi gọi cua sông. Giá bao nhiêu chị? 350 một ký. Quay bao đây. Ngon. Đây, chị bán nè. Chuyên về thì dơ cao cao lên cho nó hoành tráng đó chị. Đó. Cô chú thấy không? Quá đã luôn rồi. Bao ngon luôn. Bao ngon luôn. Ghẹ đi. Ghẹ bao nhiêu chị? Ghẹ xanh luôn. Ghẹ xanh giá này nhiêu? 350 bao ăn luôn. Rồi, bao ăn luôn. Chế biến luôn là giá nhiêu? Nếu mà mình người khách người ta muốn chế biến thì có 20.000 món thôi anh. À. Nếu mà cô chú à mua mà luôn là coi như 350. 350 cộng ra là 370 đi ha, là dạ, chế biến luôn cho dạ, cô chú tại chỗ luôn nè, 1 ký luôn. Làm các kiểu luôn. Muốn kiểu gì có làm muốn kiểu làm đó. Làm kiểu gì làm kiểu đó luôn. Má đã nó khỏe ha, nó nhảy. Dạ. Đâu, tới này là chắc dòng này rẻ nhỏ hơn à. Dạ đúng rồi, này 200. À, dòng nhỏ hơn là cô chú thấy không? Chị cầm xoay lên. Trời ơi. Quá trời, quay cận cảnh cho cô chú xem nè. Đây, dòng này dòng 200 ha. Dạ. Đây. Dòng tôm tích nè, chị cũng bán đủ loại ha, có hàng chung nè. Đây là xay xay vừa vừa hả chị ha? Dạ, vừa vừa. Giờ là ba giá bao nhiêu chị? 350 ha. 350, hàng khủng nè, đây là bự bự nè. 50. 500. Đây, Đức Dương
để coi cái con này khủng lắm, nhưng mà nó hơi cắn, nhẹ nhẹ thôi. Mấy con này mà vớt vớt lên là nó chích liền á. Đây, quay cận cảnh cho cô chú xem. Cái này phải vớt bằng rổ á, chứ không có cầm tay được đúng không chị? Dạ, nó búng. Tại nó búng rồi nó chích nữa, em nãy em bị chích á. Đó, giá 500. 500. Wow, quá đã. Rồi, ngao này, ngao của mình đây luôn á. Dạ, của mình tại biển Cần Giờ. Tại biển Cần Giờ, cô chú có thể đến đây ăn ngao ha. Này giá bao nhiêu chị? Dạ, 30 ạ. Rồi, giá ngao 30 nè. Rồi. Em ơi, ăn gì? Lựa đi chị. Đây, có mấy con dễ thương con tôm hùm. Tôm hùm biển. Size nhỏ này cắt 3 con này ký quá. Chị. Chưa tới 1 kg luôn hả? À. Ồ. Quá ngon ha. Con này là 3 con này mà chưa tới 1 kg luôn. Đó, đồng ngư. Lựa đi chị, đúng rồi. Đây là có niêm yết của ban quản lý nên là cân rất là chính xác nha cô chú. Bao đối chấp tất cả các nơi luôn. Có nghĩa là ký mình đem đi cân ở chỗ nào cũng giá cũng như nhau. Dạ. Ủa mà cái này giá nhiêu em chưa có quay giá nữa. À 900. Đó ba con này chưa tới. Con này nếu mà cô chú mua thì khoảng cỡ 250 một con ha. Ba con này là có 750 à. Quá đã luôn, đang đợi chờ nè. Rồi, tươi sống. Rồi, đến hàng mai ha. Để em quay tổng thể cho chị. Đây, chị chủ quán rất là dễ thương. Rồi, cô chú có thể đến tiệm hàng mai ha. Quầy hàng mai này cô chú có thể mua rất là nhiều hải sản. Chị báo giá trực tiếp và một số cái sản phẩm để cho cô chú có thể lựa chọn. Và để cô chú có thể đến đây mua và ăn uống. Chị sẽ chế biến tại chỗ cho cô chú luôn. Giá thì rất là rẻ ha. Rồi, cảm ơn chị chủ nhiều. Dạ em bên kênh Đức Dương Vlog chị. Đức Dương Vlog. Đức Dương hả? Dạ. Rồi, em bấm vô đâu là em thấy anh nhỉ? Rồi để em giới thiệu cho chị ha. Chủ quán Hoàng Mai ha. À, chị nói sơ sơ cho em rồi cái thời gian hoạt động của chợ và từ 7 giờ sáng cho tới ngày thường thì 5 giờ. À ngày thường sáng tới 5 giờ chiều. 5 giờ chiều, 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cuối tuần thì từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Ồ, cuối tuần sẽ là thời gian sẽ lâu hơn để cô chú có thể đến đây mình thưởng thức ha. Đây, chị chủ quán rất là dễ thương đó, cô chú có thể đến đây và ủng hộ chị ha. Rồi, chúc chị một ngày bán đắt hàng nha. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chị chúc nhiều. Càng ngày đông khách cho anh nhiều. Dạ, dạ. Ok, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, đây quay tổng thể cho cô chú xem nha. Chợ Hàng Dương thì luôn luôn có những hải sản tươi sống, tại vì đánh bắt từ thuyền lên ha. Đây. Tổng thể cho cô chú xem nè. Du khách bây giờ là khoảng 3 giờ mấy rồi. Du khách sẽ đến chợ Hàng Dương để chúng ta lựa chọn nè. Thì Đức Dương sẽ quay tổng thể cho cô chú nha. Đây. Quá đã luôn. Rất là nhiều mọi người đến đây lựa chọn ha. Một số những loại hải sản tươi sống. Rồi. Rất là nhiều, quá trời hải sản luôn, chào chị. Trời ơi, chị bán này thấy hả, nhìn cái rổ tôm hùm mà em thấy rất chất lượng rồi. Ồ, đây có cá bún mú nè. Tôm hùm. Tôm hùm này giá hôm nay chị bán ở hôm ngày hôm nay là khoảng bao nhiêu chị? Cái này triệu mốt ký anh. Triệu mốt hả? Con này là chắc khoảng 8 lạng ha chị ạ? 8 lạng, 9 lạng. Rồi, 8, 9 lạng một ký. Tôm nhỏ có 250 con, tôm bông luôn. À, con nhỏ này nè, con này là 250. Đây cô chú ha, thấy không? Đây con này có 250 một con nè. Đây Đức Dương zoom cho cô chú xem. Tôm hùm bông 250 nha. Có dạ lớn này nè. Dạ, đây, dạ lớn này hôm nay chị bán 300 sao? 300 kg à. 300. Hai con 3 con ký. Sống luôn. Hai con đến 3 con 1 kg nha. Ở đây là chị bán chuyên ghẹ, quá ngon. Rồi. Ở đây mình có đóng hàng Sài Gòn luôn ha. Dạ hả? Rồi để em quay cho. À Như Quỳnh phải không chị? Đây. Cái bảng rất là đẹp luôn á. Ở đây có nguyên con cua bự và bá kìa đó. Quầy Như Quỳnh số 4B. Rồi. Ốc sống mua trên 80. Lại đi chị. Ốc giấy ngon lắm anh. Mướn mỡ hành. Xuất sắc luôn. Đây. Có ngao có 70.000 ký à. Có con bọ biển nè. Em ăn dễ thôi. Thôi mấy con hả? Ở đây nó khủng dễ sợ luôn. Bự dễ sợ. Ủa chị con này khủng vậy giá nhiêu chị? Dạ bự lớn là 650 nha. Trời ơi. 5 con đến 6 con 1 kg cho cô chú, giá 600 650.
gọi là tôm này là siêu to khổng lồ. Nó chứ rất là to nha cô chú, bự dễ sợ luôn á. Đứng đi vừa thấy con này là ok nè, size này size khủng luôn á. Đó, cô chú thấy không, quá đã. Bò biển này tính con không chị hay là tính ký? Con nhỏ là 200 lo, con lớn là 600 ký. À, con nhỏ 200 và con lớn 600. À, con lớn là 600 à? 1 ký hả? À, tôi tính ký. Ông ghé mua đi anh ơi, đi nó mua các bạn ghé ngồi luôn anh. Cứ quay cho sao nào. Mực quá ngon. Mực này là mực ống với giá nhiêu chị? Dạ, dạ hàng đó 208, hàng bên đây 220. 208, nhỏ xíu, mực này ngon nè, 220 nha cô chú. Giờ đi chị, ở đây hàng tươi sống quá ngon. Đây cô chủ bán nè, rất là dễ thương. Ở đây chợ hôm nay ngày giờ này bắt đầu du khách sẽ đến chợ Hàng Dương này mua sắm rất là đông ha. Đó, cô chú có thể lựa chọn. Đó. Rồi. Quá đã. Đây là một số cái gian hàng chế biến ha, sẵn cho cô chú đến đây lựa chọn ha. Một phần có tầm khoảng 100.000. Phần 100.000 hả chị? Dạ, đây là... Ủa, 3 phần 100.000 hả? Trời ơi, lựa. Một mâm này là với là 100.000 nè, còn này là ba phần. Dạ. Để em quay cho cô chú xem nha. Wow. Ghẹ nè. Dạ. Tào lao làm công không? Kệ 3%. Đó, cô chú có thể thưởng thức ha, 3%. Quá đã luôn. Đấy, bên đây cũng vậy luôn, cái kiểu món cái xào mai này là mới 100.000 một phần thôi. Tôm là 50 à. Tôm 50. 80. À 80 hả chị? Bạch tuộc 100. Bạch tuộc 100. Thái 50 hả? Dạ, nghêu, hấp thái. Dạ. Đây. Hấp nghe voi. Bao nhiêu chị, con này là nhiêu? 100. Để quay cái cận cảnh cho cô chú xem. Size này cũng to to ha. Quá đã. Rồi, ok, cảm ơn chị. Để coi cô chú xem nha. Này tháng 8 là mình ta phải cập nhật thông tin cho cô chú xem. Rồi, ok, quay tổng thể lại. Đây, ok. Và hôm nay Đức Dương sẽ quay cho cô chú xem một số sản phẩm gọi là cá khô nè. Quá đẹp luôn. Nhìn ngon ghê không? Đó. Quá loại, quá là nhiều loại cá khô. Cá tra, cá dứa. Wow, một thế giới cá khô. Cá lù đù, cá tra. Này. Thì bên này là chuyên về lù đù luôn, cá lù đù, cá chỉ vàng, cá lưỡi trâu, cá dứa. Thế giới cá. Đây là giao hàng tận nơi. Quá đã chị. Này hôm nay kho khô lù đù một nắng ngon quá. Đấy, Đức Dương quay cho cô chú xem ha. Một thế giới khô ha. Một thế giới khô lù đù. Chị gái hôm nay giá báo giá sơ sơ được không chị? Cái lớn 200, cái lớn 180, nhỏ 22. Đù phải không? Đù. Lưỡi trâu thì 180. Dạ. Đây là cái này là 180. Cái này 220. Hàng to hơn 220. Dạ. Ok. Hôm nay đù quá trời luôn. Rất là cá đù này nhiều lắm nha. Con lưỡi trâu. Đây. Đây lưỡi trâu phải không chị? Lưỡi trâu. Lưỡi trâu 180. Còn chỉ vàng này hôm nay nhiêu chị? Chỉ vàng này 200 nha cô chú. Đó. Chỉ là ngay đầu chợ luôn, đầu chợ Hàng Dương. Đó. Quầy của chị Trang. Giao hàng tận nơi luôn. Đó, cô chú có thể đến đây ủng hộ chị Trang ha. Một chuyên về các loại cá khô, lưỡi trâu, khô lù đù. Đây, Đức Dương sẽ quay cho cô chú xem ha. Đó, gian hàng của chị rất là đã. Rồi, có gì liên hệ với chị Trang nha cô chú. Rồi đây là tổng thể của chợ Hàng Dương ha, chuyên bán hải sản, và Đức Dương đã quay rất nhiều chi tiết cho cô chú xem tất cả các gian hàng cũng như là báo giá cho cô chú tất cả các loại hải sản ha, tươi sống ha của chợ Hàng Dương. Và Đức Dương xin cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã xem clip ha.
nhớ đăng ký kênh, like share cho Đức Dương, và Đức Dương sẽ quay cho cô chú ở những chợ hải sản khác để cô chú, các anh chị và các bạn có thể cập nhật những loại giá của hải sản của những chợ Đức Dương quay ha. Và Đức Dương xin cảm ơn, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xe máy chở nghèo đó, đầy ấp để về khu vực gọi là chợ Hàng Dương để bán ha.